Tối ngày 25 tháng 10, một chiếc ô tô và xe máy đã xảy ra va chạm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau tai nạn, chiếc ô tô lật ngửa, còn người đi xe máy nhập viện cấp cứu. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, chiếc ô tô biển số tỉnh Đồng Tháp chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi tới giao lộ với đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển chưa rõ hướng lưu thông. Tai nạn làm chiếc xe máy văng vào giải phân cách, còn chiếc ô tô loạn choạng rồi lật ngửa bốn bánh lên trời. Hậu quả tai nạn làm thanh niên đi xe máy bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nam tài xế 33 tuổi mắc kẹt trong ô tô được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và không bị thương. Nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.